Rồi họa mất rồi. Ui chào ơi. Tiếp tục. Gió ngừng thổi. Khi mà gió ngừng thổi thì chuyện gì xảy ra? Gió là biểu tượng của cái quả tình cảm như mình nói đó. Bây giờ gió mà tắt thì dung nhập vào không gian của tư tưởng. Cái phổi của mình á, cái hơi thở của mình á, bây giờ tự nhiên là nó từ từ nó gần như là không còn nữa. Và bạc quay hồi nãy là cái tim á, từ 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 ngừng đập thì thường thường đúng như y khoa nói cái phổi ngừng đập, tim ngừng đập nó là một lần luôn đó. Nhưng mà đấy là nói cái gió đó nó sau cái nước, nó sau cái tim, cái phổi sau cái tim, cái hơi thở sau cái tim là vì lý do là sao? Là không phải là cái hơi thở bạn, mà nói cái tình cảm nó sẽ diệt mất đi sau khi mà cái tim nó ngừng lại. Chẳng phải cái tim ngừng lại là tình cảm nó ngừng luôn, chưa, nó còn một cái thời gian, khoảng thời gian đó cái gió tình cảm này nó sẽ từ từ nó sẽ ngừng lại. Nhưng mà khi mà cái phổi mà nó ngừng lại, hơi thở ngừng lại đó, mình cũng cảm thấy bằng, mình cảm thấy mình thở không được nữa, mình muốn thở không được, mình muốn giao tiếp mà giao tiếp không được nữa. Một cái người mà trong internet đó, họ diễn đạt được cái cảm giác của họ lúc này đó là bảo biết sao mà họ thấy cái người vợ họ đứng đó, họ vội tới mà thấy cái người vợ đó quay lưng đi, rồi họ thấy người đó họ muốn cười đó, nhưng mà người kia biến mất, mờ biến mất. Họ muốn tới ôm một cái, nó cũng mơ là biến mất. Và họ thấy là họ nói cái gì ra đó, cái người đó cũng không nhận được nữa. Họ cảm giác mà cái phong bây giờ là bị tan rã đó. Mình không tiếp xúc được với cái người bên ngoài được nữa. Và cái cảm giác phong mà không tiếp xúc được bên ngoài là cũng hệt như là cái người mà như bị mổ đó, mà họ sống lại đó, tới lúc họ chết đó. Họ không tiếp xúc được với người mà họ đang thấy đó, dù họ thấy rõ ràng họ tiếp xúc cũng được. Một cái sự ngăn cách rất là rộng, rất là sâu giữa cái người sống, người chết, mà giữa cái lúc này, lúc mà mình phong đài này nè, nó ngừng, gió ngừng thổi. Lúc đó là mình thấy là cái sự chắc nặng của thể chất bắt đầu cảm nhận thấy cái sự trống vắng của không gian. Giống như là mình hồi nãy là cái gì đó, cái thân thể của mình nóng, bây giờ là nguội lần, nhưng mà vẫn còn cái thực tài nguội, lạnh, nó bị cấu xé, nó bị tự nhiên thế đó. Nó trống, càng ngay cái trống nó càng mở rộng. Nhưng mà cái trống nó mở rộng nó có hạn chế, nó không phải là vô lượng, vô biên, nó có hạn chế. Một cái sự trống rộng, một cái cảm nhận trống vắng trong người mình bạn. Cảm nhận trống vắng trong người mình. Bạn thấy dễ sợ không bạn? Nhiều khi đó, mình chưa qua cái giai đoạn này, mình ngồi mình chơi mình cười, thôi không can gì. Thầy nói con cũng ngồi nghe cho vui thôi, vì con là exception, con không bị cái này đâu. Con này không bao giờ bị cái chuyện này đâu. Cái mục đích của mình không phải cho bà quay cái này, mục đích của mình là mình làm sao mình ra khỏi cái này. Mục đích của mình là như vậy đó, cho mình nghe xong. Nhưng mà nghe để mình biết là cái anatomy của nó là sao, cho mình đi tìm cách để mình ra khỏi cái này. Cái sự trống vắng này đó nó rộng rãi đến cái chỗ như vậy bạn này. Trước khi bạn thấy trống vắng đó, những cái người bạn thương đó, bạn thấy ghét quá, tại vì mình tiếp xúc họ tiếp xúc không được. Những người mình ghét đó, mình càng ghét thêm nữa, mình tiếp xúc không được mà. Rồi những cái người đó mà mình nợ đó là mình thấy sướng quá, vì sao vậy? Mình chạy họ mất luôn. Tất cả đều trong tàu mình nghĩ ra, mình tưởng tượng ra chứ không có thiệt. Và chưa hết mà. Nhiều khi đó, những cái chuyện mà mình nghĩ là mình không tưởng tượng được. Bây giờ trong cái gió thổi này nè, trong cái không gian này, bao nhiêu chuyện tưởng tượng nó thành hình ra. Tức là cái phim cine hồi nãy mình quay về đời mình nghĩ, ô, hồi đó, cái người đó đó, nó quảnh mình cái. Lúc đó đó, thì mình nhìn. Bây giờ mình nhìn là có chuyện là mình nói, trời nhìn gì, mình đánh nó cho nó cao như đâu. Thì trẻ ra trong không gian này, đó, lúc bằng gió ngưng thổi này, không gian này mở ra, thì thật sự mình đánh người đó, mình giết người đó. Mình làm cái chuyện mà là hung bạo trong tâm mình ngay lúc đó. Và cái sự mà biểu hiện sự hung bạo đó đó, thì lập tức nó đem tới những cái chuyện nghiệp khác, những cái tư tưởng khác xảy ra.
Cho nên là phức tạp vô cùng đó. Thầy muốn streamline cho nó dễ hiểu. Mà các bạn thấy đã dễ hiểu như vậy mà đã khó rồi, đã technical nhiều như vậy đó. Bây giờ đó, cái mà dễ sợ nhất trong cái lúc mà trọng vặn này là mình sinh ra cái ý tưởng là mình muốn níu kéo, mình muốn cho nó đầy, mình trống quá muốn cho đầy, cho đầy thêm vô. Cho nên mình muốn kẻ người này có người kia, mình muốn chấp cái này, chấp cái nọ, muốn đem vô, đem thêm, có cái này cái nọ. Mình muốn có thêm người này, hồi nãy mình chạy trốn người nợ, nhưng mà bây giờ đó, mình lại không muốn trốn người nợ nữa, mình lại muốn giết. Hồi nãy cái người thương đó, họ chạy đi rồi, thành đã thù. Mình nghĩ thôi bỏ đi, nhưng bây giờ mình lại muốn, mình muốn kéo tới để mình giết, mình thù. Nó sinh ra cái mâu thuẫn mà không thể tưởng tượng được. Giây phục trước thì mình thương, giây phục sau mình ghét, nhưng giây kể tiếp thì mình lại muốn giết. Nó đạo lộn như vậy, cho nên Đức Phật gọi là xí thành, cái sự mà bừng phát mà không có đầu, không có đuôi gì cả, và nó không có một cái logic nào cả. Nó hoàn toàn xảy ra mà không có logic như mình nghĩ, không còn chiều là 1, 2, 3, 4 như mình nghĩ. Và mình muốn làm sao mà cho cái không gian đó nó phải đầy vô, chứ đừng có trống quá. Nhưng mà mình càng muốn đầy thì nó lại càng rộng ra, càng rộng ra. Mình càng thấy sao mỗi cái ý tưởng mình ra, bây giờ cái ý tưởng nó mất đi, mình muốn nghĩ thêm một ý tưởng nữa, ý tưởng nó nghĩ không được nữa. Ý tưởng nó càng ngày nó càng rời rạc ra, càng rời rạc ra, càng rời rạc ra, càng rời rạc ra. Và rồi đó, ngoài cái ý tưởng gần như tê liệt lại, tê liệt, mình không thể nghĩ được. Và do đó, mấy bạn biết đó, nếu bạn mà không cẩn thận mà học cách niệm Phật cho đúng đó, thì đến lúc đó bạn muốn niệm Phật đó, nhiều khi cái tư tưởng nó không cho phép bạn niệm Phật nữa. Cái phóng đài của bạn, nó bây giờ nó bắt đầu nó không cho bạn niệm Phật nữa. Cái gió nó ngừng thôi, nó không cho bạn niệm Phật nữa, vì là mình không đủ sức mà niệm Phật. Cái tư tưởng nó rời rạc quá, nó ngừng lại luôn. Mệt. Rất là mệt, trống rỗng của cái không đại. Thế bây giờ thế nó thầy dẫn bạn đi từ từ, bạn thấy nó biến hóa từ từ này. Vì cái không đại này đó, là cái khoảng không gian của âm thanh, của suy tư, của ý tưởng. Nó là cái quả của biểu tượng, cho nên mình sẽ thấy rất nhiều cái hình ảnh biểu tượng nó hiện lên, nổi lên mà lúc đầu trong đời mình không thấy, bây giờ tự nhiên mình thấy lên. Biểu tượng là cái gì? Biểu tượng là một cái hình ảnh nào đó mà nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc hơn là cái ý nghĩa đó. Thì dù như này, con chim này đó là một cái hình con chim thôi, nhưng mà nó lại là cái biểu tượng của cái gì bạn? Theo bạn nhìn con chim này thì bạn thấy nó có ý tưởng gì? Có một cái hình ảnh gì gợi lại cho bạn? Cái gì? Sự tự do, đúng rồi. Nó còn gợi lên cái gì nữa bạn? Gợi lên cái gì nữa? Nếu nhìn con chim này này, là cái gì nữa? Hòa bình, đúng rồi, hòa bình, tự do, cái gì nữa? Con chim bên tay phải đó, con chim trắng đó, là cái gì bạn? Sự sống đó. Nhưng mà con chim này đó, bản thân nó là con chim, nhưng mà trong cái lúc mà bạn ở trong cái quả mà của không gian không đại đó, thì nó lại mang ý nghĩa mới, ý nghĩa có thể là sự tự do. Và những cái hình ảnh nó trỗi lên, khi cái tư tưởng bạn bắt đầu nó lắng lại, nó ngừng lại, hình ảnh này nó nổi lên. Và giữa hình ảnh và cái tư tưởng, nhiều khi những cái âm thanh mà nó mạnh vô cùng, nó nổi ồn ào vô cùng, nó bắt đầu nổi lên. Những cái âm thanh mà nổi lên ồn ào này đó, giống như là ở bên lỗ tai của mình, mà không phải nữa. Và đây là cái lúc cuối cùng cả, để mà cái không gian này nó tan vỡ ra. Thì không gian mà tan biến đó, tức là bao nhiêu cái tâm tư của mình, bao nhiêu cái hình ảnh này nó cũng ngừng lại. Có một cái đặc biệt đó, là tất cả những cái hiện tượng này đó không hề xảy ra bên ngoài mình, không hề xảy ra bên ngoài, nó xảy ra ở bên trong cái ngã mình đó, nhận diện ra. Bây giờ bạn ngồi đó thì cứ mắt nhìn ra, bạn thấy là cái thân nằm đây, nhưng mà tưởng tượng cái thân bạn mà nó lấy đi đó, thì cái cảm nhận của bạn là cái gì? Nó có một cái chủ thể nào đó. Thì bây giờ đó, tưởng tượng cái không gian đó, mà khi mình nằm đó thì mình chỉ cảm nhận một cái không gian thôi, mình không còn thấy cái thân, không còn thấy cái tình cảm nó mất đi rồi, mà cái tư tưởng mình nó bây giờ nó ngừng lại, mình nghĩ không được, cái suy nghĩ nữa, vì mình brain dead rồi, không suy nghĩ được. Thì hình ảnh nổi lên, bây giờ hình ảnh nó cũng ngừng lại luôn đó. Thì bây giờ cái chuyện gì xảy ra bạn? Cái khoảng không gian đó tự nhiên đó, nó giống như thử là cái chủ thể của mình đó,
mình chỉ còn thấy một chuyện nhất thôi, giống như là bao nhiêu cái chuyện mà từ trước đến nay nó dồn lại trong vòng một tích tắc thôi. Cái phim cine mình thấy cái chuyện mình vui, mình ghét, mình buồn, mình yêu, mình thích, cái hình ảnh, cái biểu tượng, cái âm thanh, tất cả đều dồn lại trong một tích tắc, tụm lại trong một tích tắc đó đó. Nó là cái năng lượng, mình gọi là cái khí. Cái chữ khí này không thể nào mà diễn tả được. Người Ấn Độ dùng một cái chữ gọi là cái biru. Cái biru này không phải là hộp biru bằng phát âm là cái chữ đó, nhưng mà nó là ý nghĩa rằng nó là một cái tinh hoa, một cái kết tinh của cả một đời bạc, cái kinh nghiệm của cả một đời bạc, tất cả kinh nghiệm cả một đời bạc đó, bây giờ nó gom lại vào trong một cái hộp nguyên tử năng lượng nhỏ chút xíu thôi, chút xíu. Và cái đó gọi là cái thức, gọi là cái thức đại. Bạn hiểu được khúc đó không bạn? Cái đó là cái khó hiểu nhất đó, mà cái đó là cái khó khăn nhất đó. Mà cái đó tại sao sau này đó, người ta gọi là holographic universe. Người ta tin rằng đó, là cái cuộc sống của mình đó, là holographic. Tức là ví dụ như mình ngồi giờ một thiền đó, ngồi thiền một giờ đồng hồ đó, trong một giờ đó nó phản ánh một đời của bạn. Và con người của bạn là cái tâm của mình đó, là nó phản ánh cả cái vũ trụ. Tức là hologram đó. Tức là đó là cái quan niệm mà bây giờ họ nói như vậy. Nhưng mà 2.500 năm trước đó, thì Đức Phật nói rằng đó, cuộc đời của mình đó, kinh nghiệm cuộc đời của mình đó, đến cái giây phút mà cuối cùng cả đó, khi mình nắm cái đài này là biến mất, cái không là biến mất cả đó, thì tất cả nó dồn vô lại trong một cái energy nhỏ rất vô cùng vi tế. Cái energy này nó chứa đựng toàn bộ cuộc sống của bạn. Và nói là cực nhỏ như vậy, nhưng mà thật sự ra đó, thầy sẽ giải thích cho bạn. Cái giọt nước này đó, nó sẽ trở về cái biển cả. Cái energy mà nhỏ, cực nhỏ, vô cùng này đó, nó sẽ trở về với cái biển của tàng thức, cái biển của cái tâm thức mà vĩ đại của mình. Nó hòa nhập lại với cái vĩ đại. Và đây là nói vừa xong đi, cái trạng thái một giờ đồng hồ mà trước khi bạn chết. Cái trạng thái mà cái ngũ lục đài này đó, nó bắt đầu nó tan biến. Nhưng mà mình còn cái cuối cùng, cái thức. Cái thức đại này đó, chính là cái mà mình gọi là cái energy. Energy mà nó hồi tụ lại trong một điểm đó. Thì cái thức này là cái cửa cuối cùng. Nó là cái gateway, là cửa cuối cùng, là quái tròn sự hiện hữu trong vòng nhị nguyên đối đại của mình và người bên trong bên ngoài. Bây giờ như vậy, thầy muốn review lại để cho các bạn hiểu lại từ đầu đến cuối đó. Khi mà bạn nằm sắp chết trên đó, cái thân nó cứng đơ ra đó, thì bạn vẫn biết là có tôi nè và có cái thân. Khi cái thân nó biến mất rồi đó, nó cứng đơ nè, không đồng đầy rồi, thì bây giờ bạn thấy cái huyết mạch nó máu chảy và thấy hình ảnh cái người thân người thiện, thì mình vẫn có là tôi trong đây nè, còn mấy người kia ngoài kia. Rồi khi mà mình tới cái chỗ là cái hơi thở mình nó ngừng lại luôn đó, thì mình vẫn thấy rằng là rõ ràng là có tôi nè và có cái tư tưởng bên ngoài. Mà khi tư tưởng biến mất đó, thì mình vẫn thấy là có cái tôi này và có cái không gian. Lúc nào mình cũng có cái thế đối đại của mình và người cả, bên trong bên ngoài, lúc nào cũng có cả. Và cái đó gọi là cái biên giới, cũng gọi là cái thế đối đại, cái thế nhị nguyên. Vì khi mà thức đại mà tiêu vong đó, thức đại là cái cuối cùng mà tiêu đó, tức là cái cảm giác mà tôi bên trong bên ngoài này đó, cái cảm giác đó, nó sẽ biến mất. Nó sẽ biến mất. Và khi nó biến mất là nó sẽ đi vào một cái trạng thái mà đặc biệt nhất. Cái sự biến mất của thức đài này sẽ đưa tới cái bước đầu tiên của cái thân trung ẩm, tức là cái quả chết. Ups. Chết rồi, cái này quả chết rồi. Bây giờ thầy muốn hỏi các bạn, các bạn nào có câu hỏi gì xin hỏi thầy. Thầy sẽ cho 2 phút để hỏi 1-2 câu hỏi trước khi mình sẽ có break hỏi tiếp. Cũng bạch thầy á, kính bạch thầy, con muốn hỏi là bây giờ hồi nãy thầy có giảng về vấn đề là đến khi mà cận tử nghiệp đó thì hai vợ chồng đó, tức là có cái liên hệ về thể xác đó, thì lúc đó sẽ là kéo miếng nhau,
Thì bạch thầy bây giờ mình phải làm thế nào để mà lúc đó không còn kéo nhau nữa? Một là mình đi tu, hai là mình phải mỗi người ở một nơi. Thì bây giờ thầy cho con ý kiến như thế nào? Anh Phật. Cảm ơn bạn đã tin tưởng là thầy có câu trả lời. Bạn thấy câu hỏi có hứng thú không bạn? Cực kỳ hứng thú. Nhưng mà thầy chưa khoe bạn bắt qua thức đài con này. Bây giờ đó, cái thức đài này nó sẽ coagulate lại, nó sẽ còn lại một điểm duy nhất thôi đó, để mà nó dung nhập vào trong cái biển của cái gọi là cái tạng thức. Và cái quá trình mà nó tan rã cái lục đài đó là cái quá trình khoảng một giờ cuối cùng sau khi mình chết. Và không có cái đài nào trước nào sau cả, cái nào trước cái nào sau mình không biết, nhưng mà thông thường nếu mà qua từ 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 đất lượt gió lượt từ từ đi. Câu hỏi của bác đó nó đưa tới một cái câu trả lời như vậy bạn này, là không phải là bác sẽ dọn nhà đi chỗ khác, cũng không phải bác cần lý gì, cũng không phải bác là cần là không nói chuyện với vị trưởng phu đó, mà cách mà hay nhất đó, là bác sẽ tu hành để mà làm chủ lục đài của mình. Tu hành mà làm chủ lục đài của mình đó, tức là sao? Tức là mình sẽ làm chủ cái năng lượng tạo ra lục đài đó. Nói một cách khác đó, nếu mà các bạn nào mình chưa hiểu lần đầu tiên biết là bài cái trung tâm năng lượng ở đây này. Cái này là cái kết luận của cái bài, nhưng mà bà hỏi trả lời luôn. Là bài trung tâm năng lượng đấy đó, nó sẽ chạy tầm 7 tầm 3 hết, lúc bạc chết thì nó sẽ làm chủ mình chứ mình không làm chủ được nó. Nhưng nhiều bạc trong đời này đó, mà bạc bắt đầu tu luyện để làm chủ những cái trung tâm năng lượng đó, địa thủy hỏa phong không thức, làm chủ nó. Và nếu mà nó dung nhập mà nó biến thành một cái duy nhất như vậy đó, thì ngược lại mình có thể làm được chuyện này. Mình có thể đem tất cả năng lượng của mình đó, mình cho nó dung nhập và dồn lại trong một chỗ duy nhất thôi, và mình làm chủ nó ngay ở đây. Bây giờ đó, tại vì cái bài này hơi dài chút xíu, vậy bạn biết đó là thầy chắc là thầy phải lấy cái bài, lấy cái hình này ra để mình nói cho nó vui. Và thầy hy vọng rằng bạn không đến nỗi đây. Cảm ơn bạn hỏi câu hỏi hay quá, mà đáng lẽ là mình không nên trả lời liền mà bây giờ phải trả lời. Là nhiều bạn mà quay đây này, lục đài này, tức là nó là chỉ là cái vùng trung tâm năng lượng đó này. Nếu mà bạn mà dồn hết lên trên đỉnh đầu đấy đó, thì gần như là bạn làm chủ được cái vận mạng sanh tử của bạn ngay trong đời này. Và mình có thể biết được ngay là mình làm được từ đâu. Đó là cái chuyện mà có thể tập luyện được, huấn luyện được và tu hành được. Cái chuyện thứ hai mình cần biết đó, là mỗi cái đài này đó, nó có một cái cuộc sống của nó. Và mình nên làm sống làm sao để mình làm chủ nó, chứ mà tu luyện. Thì dù như là cái cuộc sống mà của hỏa đài là cuộc sống của luân xa số 3. Thì bây giờ đó, mình muốn đem cái hỏa đài này lên đến đâu đó bạn này, thì mình làm sao? Thay vì mình để nó phát ra ngoài, tức làm những cái chuyện mà tranh quyền, tranh lợi, chuyện mà đeo cái mặt mình ra cho người ta thấy, ngồi lên cho cao, hay là làm trời. Thì bây giờ đó, mình không hướng ra ngoài nữa, mà mình hướng vô nội. Mình đem cái hỏa đài đó, mình hướng nội. Hướng nội tức là làm sao? Mình làm cho cái đặc tính mà kiêu ngạo, hạnh diện, dữ dằn của cái bản ngã mình đó, mất đi. Nó chuyển hóa thành cái trí tuệ của khiêm nhường, cái trí tuệ của vô ngã. Cái đó tức là mình chuyển cái năng lượng của số 3 này, mình chuyển lên số 7. Thì khi mà chết đó, bạn sẽ không có thấy cái cảnh mà vừa số 3 vừa diễn tả đó, không có thấy cảnh đó. Vì sao vậy? Vì bạn đã kéo lên đây rồi, thì nó sẽ không bị cái cảm giác đó. Nhưng mà bạn vẫn qua một cái tinh tạng là cái sao? Cái người bạn lạnh. Cái người bạn sẽ lạnh. Nhưng mà bạn sẽ không qua cái giai đoạn là bị cái phức tạp
tranh chấp, tranh nghĩa là mình gọi là cái mâu thuẫn do cái lửa nó bị tắt đi, là bởi vì bạn đã đem hết năng lượng vào đây mà bạn vạn sanh ngay lập tức, ngay giây phút, ngay lúc bạn mà chết. Cái quan trọng nhất đó là mình phải có cái phương pháp huấn luyện để mà tới chỗ đó, chứ không phải là mình nói chuyện thường, nói chuyện chơi thôi. Thầy nghĩ là nếu mà thầy mà giảng cho hay cách nào thì cũng không ý nghĩa gì mấy, nếu mà thầy không có một cái phương pháp để đưa bạn tới đó. Và bạn biết đó, cái này nó sẽ nói đúng với cái chuyện mà người ta gọi là khi mà chết đó, mình nóng chỗ nào thì mình vãng sanh theo chỗ đó. Thầy xin nói các bạn nghe, ở đây có bạn nào ba con mà thầy không? Có người nào có ba con mà thầy không? Hả? Okay, nếu ba con nghe, ba con thầy thì thầy xin làm kể chuyện bí mật cho bạn nghe. Chuyện bí mật như vậy nè, là nếu mà nói mà chuyện mà sống chết đó, thì trong đời thầy là thầy cái người mà chết mà trải qua mà chết đi đó, vãng sanh đó, thì đếm lại đó thì trên dưới 30 người, tức là thầy quay thì ở ngay bên giường chết. Còn sau rồi mà tới mà tụng niệm thì là không nhiều, sau mà tới tụng thì không nhiều, nhưng mà ở ngay bên giường thì cũng trên dưới khoảng 30 người. Thì thầy muốn nói vài cái kinh nghiệm mà chính mà thầy thấy đó. Thì dụ như là má của thầy đó bạn, là bà không có bị coma, không bị, bà chỉ bệnh là ung thư mà cô lông. Rồi mà thầy đem vô trong buồng tắm 10 giờ rưỡi đêm, đem buồng tắm và đem ra lại cho bà nằm xuống. Bà vẫn còn nói chuyện được với thầy đó. Khi bà nằm như vậy đến giường đó, thì thầy theo đúng cái phương pháp mà của ông sư phụ thầy ông truyền lại, tức là thầy bà mệt quá rồi mà bà cũng, nghĩa là mình biết là cái ung thư này bà cũng đau vậy. Thì thầy nói ngay cái lỗ tai bà, thầy whisper, nói cái lỗ tai, cái thầy không đứng, thầy nói cái lỗ tai bà đó. Thầy nói, má ơi, bây giờ đó cái quả cực lạc này nó sướng lắm, mà quả ta bà này nó khổ. Càng vì mà Bồ Tát mà Quan Thế Âm mà Di Lặc này, Địa Tạng, Di Đà các ngài rất là từ bi nữa, mà nên theo các ngài đi. Không nhiều bằng chân đó thôi đó, mà thầy nói rồi, thầy nhìn mắt bà mở mà nhìn thầy, bà nhìn. Tại ba vừa mới đi cầu tiêu về mà, thầy mới dắt ba đi cầu tiêu đi ra lại mà, thầy nhìn mà rồi xong thầy niệm Nam Mô A Di Đà Bà Già, đã thầy già, đã già niệm tiếng Tàu đó bạn. Bà là người Việt nghe, mà thầy niệm tiếng Tàu cho bà đó. Thầy không niệm tiếng Việt này. Bà nhìn thầy như vậy này, bà đi, bà ọt cả bà đi. Mà technically thì bạn, là bà không phải bị coma, bà không bị cái gì cả, mà bà nghe thầy như vậy bà đi đó. Bà chỉ mệt lắm, yếu lắm thôi mà bà đi trong vòng chưa tới 2-3 giây nữa bà đi liền. Đó là bà đi rồi đó, mà sau đó thì là mấy người họ tới hơn, trong vòng 1-2 giờ thì người ta mặc áo quần vô cho bà rồi. Nhưng mà đến 6-7 tiếng đồng hồ sau đó, cái đầu bà vẫn nóng như thường. Đỉnh đầu bà đó bạn vẫn nóng như thường. Hả? Mà cái đó là chuyện thầy thấy trước mặt thầy, cho thầy thấy thiệt cho thầy, không có kể lão không chi, vì cái chuyện này lão không nổi, chuyện này không nên lão. Thầy thấy rõ ràng trước mặt thầy như vậy. À, mà 6-7 tiếng sau, mà trong lúc đó bạn biết thân thể vẫn bị động, tại vì là lúc đó gia đình thầy có nhiều người họ không phải là đạo Phật, và họ muốn là đúng theo luật lệ của nhà nước, thay áo quần liền, tay chân thay mềm mà, thay áo quần liền và đến nhà thương liền, đến nhà xác liền. Còn một hai người khác thì chống lại, nhưng mà thầy nói không cắn gì, với bà không ở nữa, không lo gì cả, cứ làm đi. Thì họ đem đi, thì mình tới đó rồi, cái đầu vẫn nóng như thường. Cho nên là nếu mà họ vãng sinh rồi, thì cái thân thể làm kiểu gì cũng không cắn gì cả. Mình không vãng sinh rồi, không vãng sinh thì bạn phải coi chừng. Tại vì không vãng sinh thì có thể có nhiều chuyện mà nó sẽ xảy ra lắm. Thành ra cái chuyện đó, để từ từ mình sẽ giải thích cái phần đó. Một người khác mà thầy thấy đó, là khi cái ông này ông chết, mà thầy phải giấu tên, giấu tuổi, giấu hết thực sự thiệt các bạn. Là thầy và mấy người, 4-5 người bưng cái thân ông này lên, nặng không thể tưởng tượng được. Nặng đến cái độ là thầy không thể tưởng tượng nó nặng như vậy. Và một cái chuyện mà thầy không bao giờ ngờ được đó, là cái chứng thì rất nóng.
mà cả cái đầu người đều